Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, chúng ta đều biết, sống ở trên đời thì có làm mới có ăn. Vạn điều tốt đẹp, may mắn đều phụ thuộc vào thực lực, sự chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Vậy nhưng ở ngoài kia, vạn sự đều khó lường. Các cụ vẫn nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Luôn có những vận hạn từ ngoại cảnh tác động đến ta từng ngày từng giờ, khiến cho cuộc sống của nhiều người trở nên bế tắc và sầu bi. Thế nhưng không ít người trong số chúng ta đúng vào ngày này lại có cơ hội lội ngược dòng, biến nguy thành an, đổi vận giàu sang, phú quý chỉ sau một đêm. Chuyện không làm mà vẫn có ăn là có thật với họ, may mắn ở đâu bỗng nhiên ùn ùn kéo đến với những con giáp này. Công việc hanh thông, thuận lợi, được bạn bè giúp đỡ, đầu tư kinh doanh thì làm đâu trúng đó. Thậm chí một số người mua vé số chơi chơi, ai ngờ trúng thật. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết đó là những con giáp nào và mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không nhé. Các chuyên gia tử vi học cho thấy nhờ có chính tài trợ vận, khuyên tuổi Tỵ nên tập trung vào công việc chính của mình. Những nỗ lực của bạn sẽ được cấp trên nhìn thấy nếu làm việc đến nơi đến chốn. Nay có lợi cho những bạn xin tăng lương, làm công chức, ngoại giao, khai trương lấy hên. Chuyện tình cảm cũng có nhiều điều thú vị giúp bạn vui vẻ, thoải mái nhờ tam hợp cục. Đầu tháng cứ có tinh thần vui vẻ như thế này thì cả tháng hanh thông, may mắn. Gia đình bình an, con cháu sắp đón thêm tin vui mới, có người mang lộc tới nhà bạn. Mặt tài vận khởi sắc nhờ hỏa sinh thổ, cơ hội tài chính tốt, nhưng nhớ là đừng chỉ dựa vào trực giác mà cần phải phối hợp với mọi người. Con đường sự nghiệp rộng mở với tin vui về sự thành công của một mục tiêu quan trọng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Hai, tuổi Dậu. Được thiên ấn phù trợ nên tuổi Dậu trở thành người có tiếng nói trong công việc hôm nay. Những bạn làm quản lý, giám đốc, cấp trên thì sẽ có lợi, có uy quyền, ăn nên làm ra, ai cũng phải nể. Nhưng vận may chỉ đến với những người khiêm tốn và ăn nói, cư xử có chừng mực mà thôi. Rất may, chuyện tình cảm khá tốt nhờ tam hợp cục. Bạn và người ấy tâm đầu ý hợp, người ấy luôn ở bên bạn và động viên bạn vượt qua mọi chuyện. Bạn có một nguồn năng lực tích cực lan tỏa đến mọi nơi. Đây cũng là lý do khiến bạn nhận được sự quan tâm và yêu mến của mọi người xung quanh. Nay nhờ được cục diện thổ dưỡng kim nên Dậu có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho mình. Dù làm nghề nào cũng có thu nhập tốt cả, nên hãy tận dụng cơ hội hiếm có này để tăng doanh thu, khai trương, nhập hàng lấy may. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Ba, tuổi Thìn. Hôm nay tuổi Thìn được chính quan nâng đỡ, đầu tháng dễ mà có tin vui liên quan đến thi cử, xin việc, thăng chức, tăng lương, đòi quyền lợi. Kiểu người tràn đầy năng lượng như bạn thường rất được yêu mến và gặp may mắn trong công việc. Nhưng may mắn là trong hôm nay, tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp gặp nhiều vận may, đặc biệt là trong 10 ngày tới, ví của bản mệnh sẽ từ từ dày lên. Điều mà cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá. Dự kiến vào cuối tháng này, tuổi Thìn sẽ gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau, từ đó có cuộc sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng. Cục diện hai hành thổ tương hòa cho biết, sắp tới bạn sẽ có cơ hội đầu tư trong kinh doanh, mang lại lợi nhuận đáng kể. Hãy cố gắng nắm bắt nhưng đừng hấp tấp, càng bình tĩnh khiêm tốn thì con giáp này càng dễ có lộc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4, tuổi Ngọ.
Tuổi Ngọ gặp thiên tài nên sẽ có lợi cho những người làm kế toán, xổ số, tài chính. Tuy có lộc khá nhanh nhưng cũng mất lộc nếu sự khoe khoang về thành tích của mình. Khuyên Ngọ đừng đứng núi này trông núi nọ, ham công lớn, cứ làm tốt việc của mình là quá đủ rồi. Tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều do lâm vào tương hại cục. Bạn nên hiểu, không ai là quá bận, vấn đề ở đây là bạn là sự ưu tiên hay là sự lựa chọn. Đừng dại khờ theo đuổi người không tôn trọng mình nữa. Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ hỏa sinh thổ. Bạn luôn có thói quen bỏ riêng một phần thu nhập cho tiết kiệm, không bao giờ lo hết sạch tiền. Người khác bảo bạn keo kiệt, cứ mặc kệ họ, thiên hạ không nuôi được mình ngày nào thì mọi lời phê phán đều là vô nghĩa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Nhờ cục diện chính ấn chiếu vận cho biết tuổi Thân là người thông minh, nhanh nhẹn, nhân từ, làm việc có tâm nhưng còn hơi chậm chạp nên hay lỡ nhiều cơ hội tốt. Những người làm nhà nước sẽ có cơ may tài lộc lớn, nhưng phải chú ý để không bỏ lỡ mất cơ may đó. Gia chủ tuổi Thân dễ dàng thu hút được sự chú ý từ người khác phái, tự bản thân có sức hấp dẫn khó cưỡng, không cần phải giả tạo nhiều cục diện thổ sinh kim. Nhiều người sắp đón người thân từ xa trở về hoặc trong gia đình sắp có tin vui liên quan đến sinh nở, bệnh tật, tiền bạc. May mắn là nay bạn có thể tìm được cơ hội hợp tác trong dự án mới, nhờ vậy tài chính cũng có dấu hiệu gia tăng nếu bạn chăm chỉ làm việc và thắt chặt chi tiêu. Nhiều người sắp được trả một khoản nợ nho nhỏ vốn bị lãng quên từ lâu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Những gia chủ tuổi Tuất may mắn được chính quan nâng đỡ nên công việc suôn sẻ vô cùng, hên ngay từ ngày đầu tháng. Đây là ngày may mắn của tuổi Tuất nên nếu có kế hoạch gì quan trọng thì nên tiến hành ngay vì tỷ lệ thành công rất cao. Ý chí và nghị lực kiên cường, dù không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Tuất tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong hôm nay, tài vận của người tuổi Tuất tương đối ổn định, có tầm nhìn xa, trông rộng nhưng hơi ngạo mạn, nói năng thẳng thắn nên dễ gây ra xích mích trong chuyện tiền nong. Hôm nay là đầu tháng nên nhớ phải kiêng kỵ cho vay tiền, nợ tiền hoặc là đòi nợ, kẻo cả tháng gặp xui xẻo. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.